Dạ vâng, hello, xin chào tất cả quý cô bác và quý anh chị đang xem kênh của em Trường Bình Dương. Thì đây là thời điểm gần cuối năm, là cũng như quý anh chị và cùng em đang chạy nước rút rồi. Quý khách hàng nào mà đang đẻ và đang chuẩn bị có ý tưởng mua xe Nova về chạy dịch vụ hoặc là phục vụ gia đình cuối năm về quê, hoặc là kiếm chiếc xe đi lại chi nắng chi mưa thì đừng bỏ qua video này. Hiện tại bên em Trường đang về rất là nhiều mẫu Innova 2015, ít nhất là bên em Trường đang về thêm 10 mẫu nữa hàng ngày hàng giờ. Cửa hàng của em Trường luôn mua bán liên tục, không có cái khái niệm là nghỉ Tết hoặc là ngừng mua nghỉ bán gì nha. Quý khách hàng nếu có cuối năm nếu mà kẹt tiền có nhu cầu bán lại xe thì alo trực tiếp cho em Trường. Số điện thoại 0972147247, em Trường cho anh em của em đi mua cả ngày lẫn đêm luôn. Đó, quý khách hàng mà muốn lên đời từ 4 chỗ lên 7 chỗ thì alo trực tiếp bên em Trường nhận thu mua, trao đổi các dòng ô tô đã qua sử dụng từ 4 đến 7 chỗ, đặc biệt là những khách hàng nào đã từng mua xe của em Trường. Thì nếu mà có nhu cầu lên đời thì lên đời thì cứ alo trực tiếp cho em, bên em sẽ mua lại với cái giá cao nhất. Thì em Trường hôm nay lên sóng báo giá 3 mẫu Innova đời 2015 màu ghi bạc đó. Thì xe mới vừa về, có một chỗ chỗ xấu thì em Trường đã làm đẹp ba chiếc nha, hai chiếc màu ghi bạc và một chiếc màu ghi vàng đằng sau kia, đồng đời 2015. Bên em Trường đang bán sale sập sàn với cái giá là 360 triệu, là ba rút hồ sơ. Với khách hàng nào mà khiếu mồm nhanh tay vui vẻ thì bên em Trường sẽ bớt từ 35 triệu cho cả nhà mình, rồi còn 355 triệu thôi nha cả nhà nha. Rồi 2015 thì em Trường đã quay khá nhiều rồi, hôm nay em Trường sẽ quay đi vào chi tiết cũng như báo giá sơ cho cả nhà thôi. Cả nhà cần thì cái alo trực tiếp cho em Trường, em Trường sẽ gửi và quay clip gửi cho cả nhà mình. 2015 màu quý bạc. Đối với những mẫu xe này thì bên Trường cam kết, thứ nhất 100% không đâm đụng, thứ hai keo sùng chuyển nguyên, thứ ba là máy zin ốc vàng cọ chưa ra luôn nha cả nhà. Đấy, màu ghi bạc, e đủ mâm R15 nè. Đấy, những chiếc xe nè, khách hàng mua của em Trường cứ yên tâm, em Trường đã bán thì chắc chắn là những chiếc xe là giấy tờ hồ sơ em Trường lo kịp cho nhà mình hết luôn. Đó, thấy chưa? Form dáng cực kỳ đẹp, bạn đủ nha, có sấy sửa kiến, gạt mưa sâu, cảm biến lùi. Nếu cả nhà thích giá rẻ thì ngày mai em Trường có Innova 2013 bản e chung thì rơi vào tầm 279 triệu, ngày mai sẽ có hàng màu trắng luôn. Đấy, cả nhà coi đẹp chưa? Đấy, sấy sửa kiến, gạt mưa sâu, cảm biến lùi, màn hình kem dây đầy đủ, lớp đặc biệt là em Trường là toàn lớp mới luôn. Cả nhà thấy chưa, lớp cung hô, lớp rất là dày. Đấy, cả nhà coi nè, xe bên em Trường là đều có lốp thảm sàn 3D, ghế đồ đầy đủ hết luôn. Ghế là ghế da may mới nha cả nhà. Đấy, hôm qua có một khách hàng rất là vô duyên về bình luận trong clip của em là xe bọc ghế da là những xe đi qua dịch vụ. Vâng, em xin lỗi anh là những con xe cho thấy xe chạy Việt Nam mình hết 10-100 con, hết 99 con là bọc ghế da rồi nha cả nhà. Đấy, nên cả nhà cứ quan tâm thì cái đồ chứng tích cho em. Trần nỉ zin. Đấy, màn hình Android cam lùi đầy đủ. Đấy, cả nhà thấy chưa? Xe bên em Trường là màn hình Android nè. Đấy, cam lùi, cam hành trình, củ số, nói chung là len ken sờ ben. Với khách hàng mua về là sử dụng, không phải làm gì thêm. Xe là máy móc là miễn bàn rồi. Đấy, lót sàn, lót đồ là đầy đủ cho cả nhà mình luôn nè. Đó, thấy chưa? Màn hình Android cam lùi, vô lăng nhìn rất đẹp. Đấy, xe như thế này mà bên em Trường bán có 360 triệu mà còn có bớt còn 355 triệu thì không còn gì đó bạn. Đó, xe quá đẹp nha. Rồi, con này thì hôm trước mình quay chi tiết rồi nè. Đấy, tất cả ba mẫu xe này đều gốc Sài Gòn hết luôn. Đấy, quý khách hàng ở Sài Gòn thì về không tốn 50 triệu tiền phí ra biển nha. 20 triệu tiền phí ra biển nha, gốc Sài Gòn, biển Bình Dương, tất cả xe là đều đứng tên chính chủ của em Trường hết luôn nè. Đấy, em Trường là người đứng tên sở hữu chiếc xe này luôn. Đấy, nên cả nhà cứ yên tâm. Mua bán là ra phòng công chứng có giấy quyền hoặc là hợp đồng mua bán gì đó, tùy cho cả nhà mình. Chiếc này thì cũng như vậy, cũng lót, cũng bọc ghế, lót sàn. Đấy, mọi thứ chỉnh chu hết cho cả nhà mình. Thằng Tâm nó kêu là cuối tuần này có. Thấy chưa? Xe này cũng vậy nha. Đấy, 2015. Hãy đến em Trường về lấy chiếc xe về đi đi cả nhà. Đấy, xe bên em Trường lớp mới không này cả nhà. Lớp mới kẻ vàng luôn. Đấy, xe đẹp tuyệt đối luôn. Thấy chưa? Xe bạn đủ mà. Bên em Trường buôn bán là có cửa hàng, có cam kết bằng văn bản không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên zin, bảo hành dài hạn cho nhà mình lên đến 1 năm sử dụng nha. 1 năm sử dụng luôn nha cả nhà. Vầm bệ là 6 tháng và điện đài là 3 tháng. Và đây là màu ghi vàng. Cả nhà thấy hợp màu ghi vàng thì múc ngay con này. Cũng 2015. Từ đây cuối tuần bên em Trường về nhiều lắm, bao la luôn. Màu ghi vàng nè. Đó, cả nhà thấy đẹp chưa? Đói, rất là sang trọng và bắt mắt luôn. Quá tuyệt vời cho mẫu xe này nha. 2015. Màu ghi vàng, xe thì nói chung lớp cả nhà coi nè. Trời ơi, lớp mới thay luôn. Đó. Bên em Trường chơi là toàn lớp, hàng lớp mới thay không à. Cả nhà thấy không?
vô lăng nè, nhìn cả nhà nhìn vô lăng đẹp chưa, vô lăng nè, màn hình nè, củ số nè, xe như thế này mà còn bàn gì nữa đâu, quá đã rồi. Cả nhà không nghe lầm giá đâu, bên em Trường đang hạ sập sàn nha cả nhà mình, có cái giá yêu thương sử dụng nha. Thì một chiếc xe cũ thì không thể nào mà gọi là một từ hoàn hảo hay là như thế nào đâu nha cả nhà. Quý khách hàng cứ đến xem xe trực tiếp bên em Trường, thấy chỗ này chưa đẹp, bên em Trường sẽ một số anh em của mình làm đẹp và phục vụ khách hàng hết mình, về cái phí trên là hoàn toàn miễn phí. Quý khách hàng bên em Trường cần tuyển nhiều cộng tác viên cũng như anh em phụ bán xe. Quý khách hàng nào giới thiệu bên em Trường mua hộ bán được xe, bên em Trường sẽ gửi ngay từ 3 cho đến 5 triệu tiền cà phê cho cả nhà luôn nha. Đấy, 2015 em bạn đủ nè. Ngồi ra bên em Trường có 209 nè, 213, 214, 2010, 2018, số sàn, số tự động đầy đủ hết. Cả nhà cứ kéo nhấn vào kênh, kéo vào clip dưới nha, nó sẽ có đầy đủ luôn. Còn máy móc thì cả nhà vào kênh của em Trường xem máy móc zin. Mấy con này đây số là máy móc zin hết á, ốc nhện cò chưa ra. Đấy nên cả nhà yên tâm về cái phần máy móc nha. Máy móc là bao zin, bao thầy thợ tích chét gì là thoải mái luôn. Bên em Trường nói chung là rất là thoải mái trong cái vấn đề đó. Đấy cả nhà thích thì cứ mang thầy thợ tới đây xem. Máy móc nè, cả nhà coi fan ABS nè. Đấy, ốc dàn cò chưa ra đây nha cả nhà. Đấy, ốc dàn cò chưa mở luôn nè. Tuyệt vời chưa? Đấy, cả nhà thấy không? Máy móc thì bên em Trường bán cái bảo hành, cho nên cả nhà cứ yên tâm về cũng như cái khoản chất lượng của nó. Máy móc là bảo hành 1 năm. Bao nhiêu mình chạy, bên em Trường có chính sách là bao chạy, bao xài, bao lên đời. Sau khi cả nhà bán mua bên xe em Trường chạy 1 năm, bên em Trường thu lại lỗ 10%. Còn nếu bán đổi xe thì lỗ từ 8% nha. Chính sách quá hoàn hảo đúng không cả nhà? Cả nhà nhớ đăng ký kênh và nút quả chuông góc phải màn hình để tiện cập nhật những video clip tiếp theo nha. Và thông qua clip này, quý khách hàng đã từng mua xe bên Trường thì cứ yên tâm, bên Trường nó kịp hồ sơ, chắc chắn sẽ kịp hồ sơ cho cả nhà nha.